Trong buổi công chiếu phim Làm Giàu Với Ma cho giới truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có những chia sẻ về vai diễn của mình và mối duyên đóng phim với Tuấn Trần. Có lẽ là hai chú cháu cũng dân quản hết cho nên là nó dễ đồng cảm hết. Và khi mình nhìn đó thì Tuấn nó nói, sao chú không nhìn, nhưng cũng nhìn nhà ba giống ba con quá. Đó, thì tự nhiên mình cảm thấy là cái đó là cái gần rồi đó. Cái đó là cái sẽ rất gần và mình sẽ rất là dễ diễn với cái cậu này. Và thực sự là Tuấn cũng đã đẩy cảm xúc cho ba rất là nhiều. Trong khi Tuấn Trần lại chưa biết anh áp lực khi đóng chung với nghệ sĩ Hoài Linh, nhưng khi cả hai kết hợp, anh thấy nghệ sĩ Hoài Linh như ba ruột của mình.